Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh. Lão Tử Đạo Đức Kinh. Chương thứ 21. Phần A. Khổng Đức Chi Dung, Duy Đạo Thị Tùng. Nghĩa là dáng của Đức Lớn theo cùng với đạo. Phần B. Đạo Chi Vi Vật, Duy Hoảng Duy Hốt, Hốt Hề Hoảng Hề, Kỳ Trung Hữu Tượng, Hoảng Hề Hốt Hề, Kỳ Trung Hữu Vật, Yểu Hề Minh Hề, Kỳ Trung Hữu Tinh, Kỳ Tinh Thậm Chân, Kỳ Trung Hữu Tính. Nghĩa là đạo sanh ra vật, thấp thoáng mập mờ, thấp thoáng mập mờ, mập mờ thấp thoáng, trong đó có vật, sâu xa tâm tối, trong đó có tinh, tinh đó rất thực, trong đó có tính. Phần C. Tự cổ cập kim, kỳ danh bất khứ, dĩ duyệt chúng phủ. Nghĩa là từ xưa đến nay, tên đó không mất, gốc của vạn vật. Phần D. Ngô hà dĩ tri chúng phủ, chi trạng tai, dĩ thử. Nghĩa là ta làm sao biết được trạng thái của nó, nhờ đó vậy. Bình chú. Đây là chương thứ 3 Lão Tử dùng để định nghĩa đạo và đức một cách rõ ràng và tinh tế hơn. Phần A. Đạo và đức hiệp lại mà nói thì là một, nhưng chia ra mà nói mới có trong có ngoài. Tô Triệt nói: đạo thì vô hình, động thì gọi là đức, đức thì có dáng mạo, nên mới nói dáng của Đức Lớn theo cùng với đạo. Khổng Đức Chi Dung, Duy Đạo Thị Tùng. Phần B. Đạo sanh ra vật thì dáng nó thấp thoáng mập mờ. Tuy thấp thoáng mập mờ, nhưng trong đó lại có hình có vật, và cũng có tinh thần nữa. Tinh thần ấy mới là chân thật. Phần C. Từ xưa đến nay, cái tên của nó không mất, nơi đó sanh ra vạn vật. Phần D. Ta làm gì biết được trạng thái của nó, tức là nguồn gốc của tất cả mọi vật, là nhờ những điều đã nói trên vậy. Chương thứ 22. Phần A. Khúc tắc toàn, uổng tắc trực, oa tắc doanh, tệ tắc tân, thiểu tắc đắc, đa tắc hoặc. Nghĩa là cái gì khuyết thì lại toàn, cái gì cong thì lại ngay, cái gì sâu thì lại đầy, cái gì cũ thì lại mới, ít thì lại được, nhiều thì lại mê. Phần B. Thị dĩ thánh nhân bảo nhất, vì thiền hạ thức, bất tự kiến cố minh, bất tự thị cố chương, bất tự phạt cố hữu công, bất tự căn cố trưởng. Nghĩa là bởi vậy thánh nhân ôm giữ cái một để làm mẫu mực cho thiên hạ, không xem mình là sáng nên sáng, không cho mình là phải nên chối, không cho mình là có công nên có công, không khoe mình nên đứng đầu. Phần C. Phù duy bất tranh, cố thiên hạ mạc năng giữ chi tranh. Nghĩa là chỉ vì không tranh nên thiên hạ không ai tranh nổi với mình. Phần D. Cổ chi sở vị khúc tắc toàn giả, khởi hư ngôn tai, thành toàn nhi quy chi. Nghĩa là chỗ người xưa gọi là khuyết thì lại toàn, há phải lời nói sai đâu, thành là trở về chỗ toàn vậy. Chương này Lão Tử bàn về cái phép tu thân và cái đạo huyền đồng, bảo toàn thiên chân. Phần A. Đạo là quân bình, không để cho cái gì thiên lệch cả, thái quá như bất cập. Thánh nhân luôn luôn ôm giữ đạo, tức là cái quân bình ấy, nên biết rằng cái gì khuyết thì sẽ được toàn vẹn lại, cái gì cong thì sẽ được kéo ngay ra, cái gì vơi thiếu thì sẽ được bù đắp cho đầy lại, cái gì đã cũ quá thì sẽ được đổi mới lại, là để lập lại cái quân bình đã mất. Ít thì lại được, nhiều thì lại mê, là nghĩa làm sao? Ít đây là ít tư dục, nhiều đây là nhiều tư dục. Cho nên ít tư dục thì ôm giữ được đạo, mà nhiều tư dục thì sẽ bị mê hoặc mà xa đạo vậy. Đắc là đắc nhất, đắc đạo. So sánh với câu vi học nhật ít,
Vi đạo nhật tổn. Phần B, bảo nhất, ôm giữ cái một, tức là đạo. Đạo thì bao gồm những cặp mâu thuẫn, không cho thiên hẳn bên nào cả. Cho nên muốn được sáng mà làm ra sáng, thì tối, muốn được phải làm, mà ra phải thì quấy. Cùng một ý với chương 24, tự kiến giả bất minh, tự thị giả bất chương, tự phạt giả vô công, tự căn giả bất trưởng. Nên so sánh với chương 77, thiên chi đạo, tổn hữu dư, nhi bổ bất túc. Đạo trời thì bớt chỗ dư mà thêm chỗ thiếu. Vì vậy, bậc thánh nhân không tự xem mình là sáng nên sáng thật, không tự cho mình là phải nên chói, không tự khoe công mình nên có công, cũng như không tranh nên không ai tranh nổi với mình. Phần C, chỉ vì không tranh nên thiên hạ không ai tranh nổi với mình. Không nên hiểu là không tranh, mà là không để cho mình có chỗ để người ta cùng tranh. Đó là cách bất tranh nhi thiện thắng. Làm sao tranh nổi với người mà hễ mình cho đây là cái cao, người ta cho đó là thấp. Mình cho đây là phải, người ta cho đó chưa thật phải. Tranh thị phi, vinh nhục với kẻ xem thị phi, vinh nhục là một, thì không sao cùng tranh cho đặng. Thành toàn nhi quy chi. Đạo là tượng trưng cái đại toàn thể. Nó là cái toàn gồm nắm mâu thuẫn, không thể nhìn phiến diện. Đạo là bù vào chỗ thiếu, bớt đi chỗ dư. Bổ bất túc, tổn hữu dư. Đắc đạo là đắc nhất, là được cái một, và ôm giữ cái một luôn luôn nơi lòng. Toàn là đầy đủ, trọn vẹn, gồm cả âm dương. Đồng nghĩa với đạo gồm cả thị phi, thiện ác, hay thái cực gồm cả lưỡng nghi. Chữ thành đây, nhà đạo học Chu Liêm Khê dùng làm căn bản cho học thuyết ông trong câu thành giả thánh nhân chi bản. Chữ toàn đây cũng cùng nghĩa với toàn thiên bảo chân của Dương Chu. Chương thứ 23. Phần A, hy ngôn tự nhiên, nghĩa là ít nói để cho tự nhiên. Phần B, cố, phiêu phong bất chung triêu, sậu vũ bất chung nhật, thục vi thử giả, thiên địa thượng bất năng cửu, nhi huống ư nhân hồ. Nghĩa là, bởi vậy, gió lốc không thổi suốt một buổi mai, mưa rào không mưa suốt một ngày trường. Ai làm nên mưa gió ấy? Trời đất. Việc trời đất còn không thể lâu, huống chi là việc của người. Phần C, cố, tùng sự ư đạo giả, đạo giả đồng ư đạo, đức giả đồng ư đức, thất giả đồng ư thất, đồng ư đạo giả, đạo diệt lạc đắc chi, đồng ư đức giả, đức diệt lạc đắc chi, đồng ư thất giả, thất diệt lạc đắc chi. Nghĩa là, vậy nên, theo đạo thì đồng với đạo, theo đức thì đồng với đức, theo mất đức thì đồng với mất đức. Đồng với đạo, đạo cũng vui tiếp đó. Đồng với đức, đức cũng vui tiếp đó. Đồng với mất, mất cũng vui tiếp đó. Phần D, tính bất túc yên, hữu bất tính yên. Nghĩa là, tin mà không đủ nên mới không tin. Bình chú. Phần A, ít nói để cho tự nhiên, tức là chỗ mà Lão Tử bất ngôn chi giáo. Hãy để vạn vật yên, đừng cố gắng mà mó tay vào việc riêng của người đời. Có giúp thì giúp một cách tự nhiên, như mặt trời giúp cho hoa nở, mà hoa không hay là được giúp. Để cho tự nhiên tức là vô vi vậy. Phần B, cũng như cái gì bạo phát thì bạo tàn. Đó không còn là cái lẽ thường của trời đất, như gió lốc không thổi suốt một buổi mai, mưa sối không mưa suốt một ngày trường. Cái gì cố cưỡng, thái quá thì không bền. Việc trời đất còn như thế, huống hồ là việc của người. Trời không nói mà bốn mùa tự qua, muôn vật tự sanh, đó là lẽ thường của trời. Phần C, bởi vậy, kẻ nào theo đạo mà làm thì cái làm ấy đồng với đạo. Không còn phải là mình làm nữa, mà là cái đạo nơi mình làm. Câu theo mất, chữ mất ở đây có nghĩa là mất đạo, mất đức. Chữ thất này do câu thất đạo nhi hậu đức, thất đức nhi hậu nhân,
thất nhân nhi hậu nghĩa, thất nghĩa nhi hậu lễ, vân vân. Nghĩa là mất đạo rồi sao mới có đức, mất đức rồi sao mới có nhân, mất nhân rồi sao mới có nghĩa, mất nghĩa rồi sao mới có lễ. Như thế, ta thấy Lão Tử trọng đạo đức mà khinh nhân nghĩa lễ. Vì có mất đạo đức rồi, sao mới có nhân, nghĩa, lễ. Vậy câu này cũng đồng một ý với câu đại đạo phế, hữu nhân nghĩa. Vậy, ta có thể hiểu câu thất giả đồng ư thất là còn chạy theo nhân nghĩa, tức là đã mất đạo đức, rồi thì mất đạo luôn. Phần D, tin tưởng mà không để hết lòng tin thì chưa phải là thật tin tưởng. Câu này có người dịch là bậc vua mà không đủ lòng tin thì dân không tin. Coi lại chương thứ 17. Nhưng thiết nghĩ nếu hiểu như thế, e câu văn không nhất khí với những đoạn trên. Phàm muốn theo đạo phải dốc lòng tin tưởng, chứ hoài nghi mà theo nhân nghĩa bỏ đạo đức thì phải mất đạo ngay. Cho nên mới nói tin mà không đủ nên mới không tin. Chương thứ 24. Phần A, khí giả bất lập, khóa giả bất hành, tự kiến giả bất minh, tự thị giả bất chương, tự phạt giả vô công, tự căn giả bất trưởng. Nghĩa là nhón gót lên thì không đứng vững, xoạc chân ra thì không bước được, tự xem là sáng thì không sáng, tự xem là phải thì không chối, tự xem là có công là không công, tự kiêu căng thì không đứng đầu. Phần B, kỳ tại đạo giả, viết dư thực chế hành, vật hoặc ố chi, cố hữu đạo giả bất xử. Nghĩa là theo đạo mà nói thì đồ ăn dư, việc làm thừa, ai cũng oán ghét, vì vậy người có đạo không làm. Bình chú, chương này thừa tiếp ý nghĩa hai chương trên. Phần A, hai câu đầu, nhón gót lên thì không đứng vững, xoạc chân ra thì không bước được, nghĩa là ý muốn bảo cái gì thái quá thì mất quân bình, mà mất quân bình thì sẽ không được vững vàng. Lão Tử thường khuyên không nên có gì thái quá cả, vì vật tráng tắc lão, vật cùng tắc biến. Ở chương trên ông đã nói phiêu phong bất chung triêu, sậu vũ bất chung nhật, tự xem là sáng thì không sáng. Bốn câu này là phản đề của bốn câu bất tự kiến cố minh ở chương 22. Phần B, thói thường rất thích những cái gì dư thừa, mong được dư thừa và cho đó là hãnh diện. Nhưng dư thừa lại là việc mà ai ai cũng oán ghét. Một nhà xã hội học ngày nay cũng có nói cái đau khổ của kẻ nghèo không phải do cái thiếu của họ, mà là do cái dư thừa của người khác. Người có đạo cũng không chịu có chỗ thừa, mà trái lại phải tồn hữu dư, bổ bất túc. Vì vậy mới nói hữu đạo giả bất xử. Chương thứ 25. Phần A, hữu vật hỗn thành, tiên thiên địa sanh, tịch hề liêu hề, độc lập bất cải, châu hành nhi bất đãi, khả dĩ vi thiên hạ mẫu. Nghĩa là có vật hỗn độn mà nên, sanh trước trời đất, yên lặng trống không, đứng riêng mà không đổi, đi khắp mà không mỏi, có thể là mẹ thiên hạ. Phần B, ngô bất tri kỳ danh, tự chi viết đạo, cưỡng vi chi danh viết đại, đại viết thệ, thệ viết viễn, viễn viết phản. Nghĩa là ta không biết tên, gọi đó là đạo, gượng cho là lớn, lớn là tràn khắp, tràn khắp là đi xa, đi xa là trở về. Phần C, cố đạo đại thiên đại, địa đại vương diệt đại, vật trung hữu tứ đại, nhi vương cư kỳ nhất yên, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Nghĩa là vậy đạo lớn, trời lớn, đất lớn, người cũng lớn. Trong đời có bốn thứ lớn, mà người là một. Người bắt chước đất, đất bắt chước trời, trời bắt chước đạo, đạo bắt chước tự nhiên. Bình chú, phần A, Lão Tử muốn hình dung cái toàn thể của đại đạo. Trước trời đất đã có đạo, đạo thì yên lặng trống không, bất biến, nên gọi là đứng riêng mà không đổi, đâu đâu cũng có mặt, nên gọi là đi khắp mà không mỏi. Đạo cũng sanh ra vạn vật, nên gọi rằng có thể là mẹ của thiên hạ.
Phần B, đạo không có tên, tạm gọi là đạo, gượng cho là lớn, đều là những danh từ gượng dùng đó thôi. Câu viễn viết phản, đi xa lại trở về, cùng một nghĩa với câu phản giả đạo chi động ở chương 40. Lớn là tràn khắp, nghĩa là đạo trùm lấp, không đâu là không có. Tràn khắp là đi xa, đi xa là trở về, là chỉ sự châu nhi phục thủy của đạo. Phần C, chữ vương ở đây có nghĩa là người. Câu dưới Lão Tử dùng chữ nhân, nhân pháp địa, cho nên biết rằng vương tức nhân vậy. Người đây là kẻ thay mặt con người, tức là bậc vua chúa. Đạo pháp tự nhiên, gốc của triết học Lão Tử là ở hai chữ tự nhiên. Chương thứ 26. Phần A, trọng vi khinh căn, tịnh vi táo quân, nghĩa là nặng là rễ gốc của nhẹ, tịnh là chủ của náo loạn. Phần B, thị dĩ thánh nhân chung nhật, hành bất ly tri trọng, tuy hữu vinh quang, yến sử siêu nhiên, nghĩa là ấy nên thánh nhân suốt ngày đi mà không lìa xe nặng, tuy xem thấy cảnh tượng vẻ vang mà lòng yên lặng vượt lên trên cả. Phần C, nại hà vạn thặng chi chủ, nhi dĩ thân khinh thiên hạ, khinh tắc thất bổn, táo tắc thất quân, nghĩa là vì sao vua nước vạn thặng lấy thân mà xem nhẹ thiên hạ, nhẹ thì mất gốc, náo loạn thì mất chủ. Bình chú. Phần A, vương bậc nói phàm vật nhẹ không chở nặng được, nhỏ không đè lớn được, không đi sai khiến sự đi, không động sai khiến sự động. Bởi vậy nặng là rễ gốc của nhẹ, tịnh là chủ của náo loạn. Khoa học vật lý ngày nay cũng không nói khác hơn. Phần B, thánh nhân bao giờ cũng giữ gốc, giữ luôn luôn trọng tâm của mọi vật, tức là nắm ngay nguyên tắc của luật quân bình, cho nên mới nói thánh nhân suốt ngày đi mà không lìa xe nặng, nhưng lòng bao giờ cũng thản nhiên, yên lặng và vượt lên trên mọi ý niệm về thị phi, thiện ác, nghĩa là chỉ chú trọng vào cái gốc là đạo mà thôi. Phần C, bậc vua nước muôn cổ xe, tức là bậc thiên tử, tại sao lại xem mình là trọng mà coi thường thiên hạ? Coi mình là trọng mà thiên hạ là khinh, nhẹ thì mất thiên hạ, mà lòng vọng động của mình sẽ làm mất cả ngôi vị của mình nữa. Chương này cốt ý khuyên bậc vương nên bắt chước theo đạo mà trị nước, không nên xem nhẹ thiên hạ và phải luôn luôn điềm đạm, không nên rối loạn mà mất cả thiên hạ cùng ngôi vị.